Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Baba Vlog. Hôm nay mình nhận được nhiều đồ từ trên Mercari, có những sản phẩm khác nhau từ phong bì đến những sản phẩm to nhỏ. Nên là mình xin chia sẻ với các bạn cách gửi hàng ở trên Mercari này. Đối với các bạn sau khi các bạn mua, các bạn bán hàng trên Mercari này, có người mua hàng, có người thanh toán thì các bạn phải gửi hàng như thế nào? Nếu các bạn nào mà chưa có tài khoản ở trên Mercari này thì các bạn hãy xem một video khác mình đã làm, hay là những cách mà các bạn chưa biết cách bán hàng như thế nào thì các bạn hãy xem ở những video khác mình đã có làm. Còn video này mình sẽ chia sẻ cách các bạn cách gửi hàng. Đối với rất là nhiều các loại hàng khác nhau thì các bạn lựa chọn những cái phương thức gửi khác nhau và cái giá của nó cũng khác nhau. Ví dụ như là cái này mình mua cái USB ở trên Mercari, hàng nhỏ thì người ta có thể đưa vào hút vào những cái phong bì này, đấy, phong bì này để người ta cho vào đây và người ta dán cái tem. Ở đây đối với trường hợp này người ta dán tem, hai cái tem 63 yên cũng nghĩa là 126. Đối với những trường hợp mà cái hàng to như là các bạn bán sách, quần áo hay là những cái đồ to hơn mà các bạn không thể cho với những phong bì này gửi vào cái hòm thư của người ta được thì các bạn phải sử dụng những cái phương thức thanh toán gửi ở Tacobin này, hay là gửi ở Combini, gửi ở bưu điện. Đối với những cái sản phẩm đấy thì cái mức giá nó khác nhau. Ví dụ như là cái này nó là cái sản phẩm là Compacto, cái này nó phí của nó là 380 yên. Còn đối với những cái to hơn, ví dụ đây là mình đang mua một cái máy iPad với lại cái máy đọc sách thì người ta gói vào đây thì cái này kích cỡ của size của nó thì các bạn xem là từ đây này, các bạn xem là chiều cao này, chiều dài này, chiều rộng này, tổng ba cái kích thước này lại với nhau nó là bao nhiêu, vừa là size của nó là 60, 80 hay là 100. Đối với mà size mà 60 thì phí của nó trên toàn đất nước Nhật này là 700 yên, size đến size 80 thì là 800 yên, của nó size 100 tới size 100 ấy, ba cái chiều dài này size 100 ấy thì là phí của nó là 100 yên, à 1 sen. Đây đối với cái thùng này mình mua cái này nó là rơi vào khoảng size 100. Cách gửi như là sau khi người ta mua hàng cho các bạn ấy thì là ở trên Mercari người ta sẽ hiện lên một cái thông báo cho các bạn là có người là đã mua hàng đấy, thì khi đó là các bạn vào đó các bạn trả lời với người ta, nhắn tin với bên mua hàng là ví dụ như là Coco New này, Arigato gozaimasu, Asta hay là ngày nào đó, thì các bạn sẽ gửi hàng, cái kế hoạch của các bạn gửi hàng là như nào thì các bạn nhắn tin cho người ta biết để người ta yên tâm đấy, giữa cái cuộc giao dịch trao đổi nó trở nên thuận lợi. Tiếp đó là các bạn khi người ta xác mình đã xác nhận người ta thanh toán thì là mình tiến hành mình đóng gói thì các bạn đóng gói cái sản phẩm này nó lại với nhau. Sau đó là các bạn lựa chọn các hình thức này, ví dụ như là đắc cự Mercari Bin này, hay là UU Mercari Bin. Các bạn lựa chọn ở Feminepto thì các bạn sẽ lựa chọn như thế này. Đấy. Đây là các bạn lựa chọn đắc cự Mercari Bin nhé. Đấy. Đây là thanh toán ở Combini này, Tacobin này. Đây nè, các bạn vào cái phần này ở khi các bạn bán hàng, các bạn đã lựa chọn là mình thanh toán muốn gửi hàng ở cái bằng cái phương thức nào rồi, thì bây giờ nó ở Combini này hay là Yamato hay là ở đâu này thì các bạn chọn vào những cái phần này. Vậy ví dụ các bạn chọn vào phần Combini này nhé, thì tiếp theo thì nó sẽ hiện nên là các bạn chọn muốn chọn ở đâu, ở Feminine Mark hay là 7-Eleven đấy, thì các bạn lựa chọn ở đấy. Cái video này mình trước mắt là mình ở Feminine Mark tổ, thì các bạn bấm vào Feminine Mark tổ đấy. Tiếp theo nó hiện ra cái cửa sổ này, thì bây giờ các bạn chọn cái size dự của nó, những cái size dự này các bạn đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao đó, thì ra cái size dự thì các bạn lựa chọn cái size dự tiếp theo. Đấy, ví dụ như là cái size dự của nó từ 60 đến 160 này,
Tiếp theo là các bạn bấm vào cái phần hai cách trừ dầu no qr cô độ này đấy, để hiển thị cái cô độ này ra đấy, thì nó sẽ hiện ra một cái cô độ này. Đó, sau đó là các bạn đi đến Femini Max độ, nó cái máy này thì các bạn tới đấy, các bạn bấm vào cái phần hai tất sự xem bí sự này. Tiếp theo là bấm vào cái nút này, chờ một lúc. Đó, tiếp theo là các bạn đưa cái mã QR cô độ vào cái máy này thì nó sẽ tự động hiện ra một cái tờ giấy cho các bạn không cần phải ghi như là mình đi gửi hàng thông thường đâu. Đó, đưa ra một cái tờ giấy này và các bạn cầm hàng tới chỗ nhân viên của Femini Max, các bạn đưa cho họ, họ sẽ đưa cho các bạn một cái túi để các bạn dán lên cái sản phẩm này. Đấy, các bạn dán trên cái sản phẩm này, xong đó cái phần demo này nữa các bạn cũng rút kèm theo vào cái trong cái túi đó. Đó, bấm một cái phần thông báo này để báo cho bên Medicali hay là báo cho bên khách hàng biết là bạn đã gửi hàng ở 7-Eleven ấy. Thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn như thế này. Các bạn cũng tới 7-Eleven ấy. Bây giờ các bạn chọn thanh toán ở Comini đúng không? Đấy, các bạn chọn ở phần Comini. Các bạn chọn vào phần 7-Eleven. Phần trước thì mình chọn là Femini Max. Đây, các bạn đầu tiên thì các bạn chọn size dự, cũng giống như ở Femini Max. Các bạn chọn vào phần size dự, size dự của cái sản phẩm này là bao nhiêu. Đây, đấy. Ví dụ như là khuôn bắc cất độ thì các bạn, cái này là khuôn bắc cất độ thì các bạn chọn vào phần khuôn bắc cất độ này. Đấy, còn nếu mà size dự là 60 các bạn chọn vào phần 60, phần 100 thì các bạn phần chọn vào cái này, 60-100 này. Đấy. Xong các bạn bấm vào cái phần QR cô độ này hiển thị lên. Rồi mà các bạn cầm cái mã QR cô độ này đến với cái nhân viên của 7-Eleven đấy để người ta sẽ làm. Các bạn mang cái sản phẩm với lại cái đưa cái mã QR cô độ đấy cho nhân viên của 7-Eleven, người ta sẽ đưa cho bạn một cái túi để các bạn dán lên cái sản phẩm. Là người ta sẽ đưa cho bạn cái tem bìu đó, thì các bạn đút vào cái túi đó đưa cho nhân viên của 7-Eleven, vậy là xong. Sau đó thì các bạn cũng lại thông báo là các bạn đã giao hàng. Thì đối với các bạn gửi hàng ở Dawson thì nó có thanh toán, cái cách làm nó có khác một chút, thì các bạn hãy làm theo cái cách như thế này. Đấy. Các bạn cũng chọn vào phần size dự. Các bạn chọn vào size dự nó là size dự bao nhiêu. Đó. Các bạn chọn vào phần Comini này. Cô độ này hiển thị cái cô độ ra. Xong là nó sẽ hiển thị cái cô độ ra cho các bạn. Đấy. Đó là các bạn mang đến Dawson. Ở Dawson thì nó có một cái máy giống khá giống với lại Femini Max độ, thì các bạn đặt cái mã QR cô độ vào đây, các bạn bấm xác nhận. Đó, nó sẽ hiển thị những cái thông tin này, sau đó các bạn bấm Hako thì nó sẽ hiện, nó sẽ ra một cái tờ demo, cái tờ giấy. Sau đó các bạn mang cái hàng, cái sản phẩm với lại cái demo này đến, thì bên Dawson người ta sẽ đưa cho bạn một cái túi để dán và những cái và một cái tờ do các bạn gấp, các bạn kẹp vào cùng với cái túi đấy, đấy dán vào sản phẩm. Sau đó cuối cùng thì các bạn cũng thông báo cho bên Medicali và bên người mua hàng là các bạn đã, nên là các bạn chọn là UU Medicali Min nhé. Đầu tiên thì luôn luôn là như vậy, các bạn chọn size dự
xây dựng của nó là cái gì, các bạn chọn xây dựng đấy. Ví dụ như xây dựng từ 100 hay là từ 60 đến 100 thì các bạn chọn vào đây đó, xong bấm vào cái phần này hiển thị cái mã cô độ đấy. Có cái cô độ này thì các bạn mang đến cái máy ở bưu điện đây. Đây là cái máy chuyên dụng, các bạn đưa vào cái điện thoại vào cái máy này, mã cô độ này, đây là nó sử dụng như là Medicali này, Mobile cự này, đấy, Yahoo cự này, nhiều cái loại người ta cũng gửi hàng ở trên đây, khá là tiện ạ, các bạn không phải ghi điền thông tin gì đâu, đấy, nó sẽ ra ba cái tờ giấy, các bạn dán một tờ giấy lên cái sản phẩm. Đó, và các bạn mang đến cho nhân viên của ngân hàng bưu điện. Vậy là xong. Các bạn bấm vào cái phần thông báo là hàng đã được gửi đi. Sau khi các bạn gửi xong hàng ấy, thì các bạn cũng nhắn tin với bên người mua đấy, là ví dụ là các bạn vừa mới gửi hàng đi rồi thì hãy chờ tôi một chút. Đấy, Sosoma Chikadasa. Khách hàng người ta nhận được cái sản phẩm của các bạn, người ta kiểm tra bên trong, nếu mà đúng với cái sản phẩm mà các bạn đã giao hàng, người ta kiểm tra đúng thì người ta sẽ đánh giá vào cái sản phẩm này và bình chọn cho chúng ta luôn, là cái người ta đánh giá là hàng này là tốt hay là như thế nào, và cùng với cái thái độ bán hàng của chúng ta như thế nào đó. Khi người ta đánh giá hàng, đánh giá xong thì nó lại quay lại tiếp theo là đến lượt chúng ta, đến là chúng ta đánh giá tiếp về cái khách hàng này như thế nào, cái cuộc giao dịch như trao đổi này như thế nào. Các bạn đánh giá xong khi đó thì lúc đó mới cái cuộc trao đổi giữa mua bán này mới kết thúc, và lúc đó thì chúng ta mới ở trên Medicali mới chuyển tiền về cho chúng ta. Khi đó chuyển tiền thì sẽ phần về cái phần Uriagin này đấy, ở cái phần tiền này là nó sẽ hiện thị ở đây. Cái tiền này thì các bạn có thể dùng để mua hàng, hay là nếu các bạn mà sử dụng Medupay thì các bạn thanh toán ở trên các combini, các siêu thị hay là các cửa hàng mà có hỗ trợ thanh toán của Medupay. Hoặc là nếu mà các bạn mà không muốn mua hàng thì các bạn có thể chuyển về cái tài khoản của các bạn, chuyển vào cái tài khoản ngân hàng của các bạn để các bạn rút ra tiền mặt. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.